Mẹ già 85 tuổi rơi nước mắt ngày tái ngộ con gái lưu lạc gần 30 năm. Từng nghĩ không còn cơ hội tái ngộ con gái lưu lạc gần 30 năm. Nhưng mới đây hai mẹ con bà Đặng Thị Hiền đã tìm được nhau nhờ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Câu chuyện người mẹ 85 tuổi tái ngộ con gái sau 3 tuổi ở Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ mới đây đã gây xúc động mạnh trong dư luận. Đáng chú ý hơn, khi họ tìm thấy nhau nhờ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Tưởng rằng con đã mất. Ngôi nhà của bà Đặng Thị Hiền 85 tuổi ở khu Đồn Ngựa mấy hôm nay có nhiều bà con hàng xóm đến thăm hỏi, chia sẻ niềm vui khi tái ngộ con gái lưu lạc gần 30 năm. Bà Hiền là con cả của nhà thơ Đặng Văn Đằng, nhà thơ bút chè nổi tiếng ở khoảng cuối thế kỷ 20. Nói về cô con gái lưu lạc gần 30 năm mới tái ngộ, bà Hiền cho biết năm 1961 vợ chồng bà sinh một con gái đầu lòng đặt tên là Bùi Thị Hoan. Cô bé nhỏ nhắn, xinh xắn nhưng số phận có phần đáng yêu. Bà Hiền nhớ lại rất nhiều năm trước, sau khi lập gia đình do cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc nên con gái đi tìm cuộc sống mới ở Tuyên Quang, sau đó là Lào Cai. Năm 1988, con gái được nhận làm con nuôi một gia đình ở huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai cho tới nay và đổi tên thành Nguyễn Thị Dung. Năm 1996, Dung ôm theo một đứa bé gái 6 tháng tuổi tìm về nhà, sau đó lại rời đi. Đó là lần gần nhất hai mẹ con bà Hiền gặp nhau. Nhưng năm sau đó người mẹ ấy và cả cô con gái đã nhiều lần tìm nhau nhưng không có kết quả. Về phía bà Hiền, sau nhiều lần tìm kiếm không được, bà có ý nghĩ rằng con gái đã không còn. Bẵng đi một thời gian dài, vào đầu tháng 7 2024, gia đình bà Hiền nhận thông tin từ công an xã Đồng Lương về việc có người ở tỉnh Lào Cai muốn tìm gia đình đã thất lạc nhiều năm. Niềm hy vọng đã tắt nay lại nhen nhóm trong lòng bà Hiền và gia đình. Họ cùng với lực lượng công an đối chiếu các thông tin và kết nối với người gửi mới mong muốn tìm được cô con gái lưu lạc gần 30 năm. Dù các thông tin ban đầu chưa trùng khớp nhưng ngày 7 tháng 7, gia đình bà Hiền trong niềm vui khôn xiết đã tái ngộ con gái sau 30 năm cô lưu lạc.